Chào tất cả bà con, người Tây Nguyên xin gửi đến cho bà con một mảnh đất là diện tích là 2 hecta 1. Đấy, ranh giới rõ ràng. Đấy, đấy ranh giới đây. Đấy, theo cái bờ mương đó. Đấy, theo hàng cây đấy. Đấy, quá đẹp luôn nha bà con. Đấy, diện tích là 2 hecta 1, có một cái hồ. Sổ đỏ đầy đủ nha bà con. Đây, đất rất là tốt. Đấy, mảnh đất của mình quá tốt luôn nha bà con. Đấy, sổ sách đầy đủ luôn. Có hồ nước thuận tiện nha bà con. Đấy, đất rất là bằng phẳng. Đấy, chất đất thì khỏi phải chê luôn. Đấy, quá đẹp. Giá chủ nhà mong muốn là 600 triệu có thương lượng. Đấy, chất đất thì khỏi phải bàn. Cách đường nhựa là chỉ có là 700 mét. Đấy, cách đường nhựa là 700 mét nhé. Chất đất thì đất đen, pha đỏ. Đấy, quá đẹp luôn bà con nhé. Giá bán của chủ nhà là mong muốn là 600 triệu nhé. Đây, đất như thế này. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho người Tây Nguyên để thương lượng về giá nhé. Đấy, mảnh đất của mình là 2 hecta 1 mà nằm trên một cái trục đường luôn. Quá đẹp, quá bằng phẳng luôn bà con nhé. Đất thì khá tốt, nước hồ đầy đủ, thuận tiện cho bà con. Giá có thương lượng nên là ai có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho người Tây Nguyên. Đấy, ranh giới đấy. Đất tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé bà con. Đấy, cách quốc lộ 14 là 14 cây. Còn cách đường nhựa là 700 mét. Cách trung tâm xã là 4 cây rưỡi. Đấy, hồi nãy chào bà con nhé.